Ok, hello, chào tất cả các bạn. Hôm nay đầu tiên mình xin giới thiệu một chiếc xe bánh màu trắng nha. Đẹp nha các bạn. Xe này mà thực tế cũng rất là đẹp nha. New York City, ở thành phố New York các bạn. Sao có một cái lốp xe cua nữa nè. Bye bye các bạn nha. Bye bye.